Đây là 5 cái mẫu đèn kẹp bình bán chạy nhất nha. Chỉ có 5 cái thôi. TC998 này tại nó có 2 màu. Chỉ một mẫu thôi. Cái đèn B90, 3 chế độ sáng. Sử dụng điện bình từ 9 đến 30V. 3 chế độ sáng. Cân nặng 350g. Đường kính chóa này là 13,5cm. Chip LED 9 nhân. 9 nhân LED. Các mẫu đèn này cũng tương tự nhau, dây đều dài 1.3 hết nha. Cái đèn này cũng là B90 nhưng 4 chế độ sáng, có cảm biến tắt mở qua tay. Thiết kế cái bát này nó vẫn chắc chắn hơn. Mình thấy nhôm nó làm đẹp hơn nè. Cái này là bằng mặt kính, cái đèn này là bằng nhựa. Nhựa, nhẹ, cho nên nó nhẹ hơn. Trọng lượng chỉ có 320g thôi. Nhưng mà có 4 chế độ sáng lận. Hai cái đèn này là TC998, có quạt phản nhiệt. Và cái đèn 1209 này cũng có quạt nè. Mình thấy có cái đèn mà có quạt tản nhiệt này á, nó sẽ đi lâu, nó không bị giảm sáng như các dòng không có quạt nha. Các dòng không có quạt nó sẽ giảm sáng nhưng mà ít nhiều thôi. Còn cái đèn này là đi mình thấy không có giảm sáng nè. Trọng lượng chỉ có 320g thôi. Cũng 9 nhân LED luôn. Cái đèn này là B90 mini, 4 chế độ sáng, có cảm biến tắt mở quơ tay. Đường kính chóa là chỉ 11,5cm, kính bằng kính cũng 9 nhân LED luôn. Đèn 1209 này á, trọng lượng là 320g, có cảm biến tắt mở quơ tay và có quạt tản nhiệt nè. Cũng 3 chế độ sáng, đèn 1209 nè. LED thì nó cũng là 9 nhân. 9 nhân LED. Mình sẽ test ánh sáng của 5 cái mẫu đèn cho các bạn xem nha. Còn về phụ kiện kèm theo á thì cuối clip mình sẽ nói nha. Bây giờ là mình sẽ vào lô test ánh sáng xong. Lần lượt là 5 cái mẫu đèn bán chạy nhất nha. Bên tay trái mình là cái đèn B90 3 chế độ sáng. Còn bên đây là B90 4 chế độ sáng. Các bạn xem nè. Cái đường kính tâm thì cũng như nhau thôi. 4 chế độ, 3 chế độ. Đi qua đây nè. 4 chế độ, 3 chế độ. Rồi. Tiếp tục là mình lấy cái cây TC998 nha. Mình lấy cái B90 làm chuẩn. TC998 có quạt nè. Đây, B90 nè. TC998 có quạt. Hai cái tâm này cũng ngang nhau. Rồi, qua đây nè. Ở bên đây. Nè, rồi. Cái đây này là TC998. Rồi, tới cuối lô luôn. Cái này là B90, 3 chế độ sáng. Hai cây nhập lại là ánh sáng gấp đôi luôn. Rồi, bây giờ mình test tới cây nha. Cây này là cây B90 mini. Đây. Chó có 11 năm á, nhưng mà cái tâm của nó sẽ xa, cái tâm của nó sẽ lớn hơn nha. Ánh sáng rọi ra xa thì nó sẽ bị loãng. Tất nhiên là nó sẽ không rọi xa như mấy cái cây tâm nó gom. Đây nè. B90 nè, nó gom nè. Đây. Rọi thì tâm rất là to thì tất nhiên nó sẽ rọi gần hơn. Hai cái là đều LED 9 nhân hết. Đây nè. Chó 11 năm nè. B90 nè. Bây giờ mình test tới cái cây 1209 có quạt tản nhiệt.
cái cây 1209 tâm nó nhỏ hơn nha, nó rất là gom. Nếu mà nó gom thì mình sẽ rọi được xa hơn, rọi xa rất là rõ luôn. B90 này, đây, hai cái nè, nào rọi xa đây nè, tâm nó nhỏ hơn. B90, 1209. Để hai cây gần nhau nè. Đưa đây nè. 1209. B90. 1209. Mình thấy B90 là nó rõ, cõi xa nó rõ hơn. Còn cái cây B90 16 nhân thì mình test, các bạn có muốn test thì coi lại clip cũ của mình có test rồi. Cái cây đó là nó thường xuyên cháy led lắm, mình không có bán nữa. Các bạn cứ mua thì cứ liên hệ cho mình nha. B90 3 chế độ này thì kèm theo là hai cái rắc kẹp bình, một bộ ốc để đỡ chóa, để đỡ lên nè, và một sợi dây đỡ đầu hình chữ T. Cái đèn B90 4 chế độ thì kèm theo là hai cái chóa đổi màu, chóp màu xanh và chóp màu vàng, một sợi dây đỡ đầu và hai cái rắc 5.5. Đèn TC998 này thì kèm theo một cái meca đổi màu vàng, một rắc kẹp bình và một dây đỡ đầu. B90 mini 11 năm này là cũng kèm theo hai cái chóp đổi màu, hai rắc kẹp bình và một sợi dây đỡ đầu. Đèn 1209 thì kèm theo chỉ dây rắc cái và một sợi dây đỡ đầu. Cái đèn 3 chế độ với là cái đèn 4 chế độ này là cùng một hãng sản xuất nha. Tản nhiệt 3 lớp. Tản nhiệt 3 lớp. Led 9 nhân như nhau cả. Chỉ khác cái là bằng kính thôi. Meca kính. Khác mạch, khác xưởng sản xuất, nhưng mà là cái chó ba lớp này là giống nhau, khác mạch thôi.